Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối Wi-Fi từ chiếc điện thoại qua một máy điều hòa của Panasonic dòng cao cấp để chúng ta sử dụng điều khiển từ điện thoại qua máy lạnh các bác nhé. Điều kiện là các bác sẽ có một cái smartphone này chạy Android hoặc chạy là iOS đều được. Và máy lạnh của chúng ta là máy lạnh có chức năng kết nối Wi-Fi, có cái biểu tượng ở đây. Ngồi nhé, có biểu tượng Wi-Fi. Ở đây em đang sử dụng con XU12ZKH là đuôi mới nhất năm 2023. Đuôi Z ngồi nhé. Các bác có thể dùng cho 9, 12, 18 đều được. Cách sử dụng các bác sẽ từ đầu tiên là mọi người sẽ tải cho em cái ứng dụng. Đó là cái ứng dụng có tên là Comfort Cool App ngồi nhé. Các bác có thể quét QR hoặc là các bác có thể vào phần App Store trên điện thoại iPhone hoặc là trên CS Play có vào phần ứng dụng. Các bác bấm vào ô tìm kiếm cho em. Đây các bác click vào đây. Các bác bấm Comfort. Đây, nó ra biểu tượng này các bác nhé. Đây, các bác click vào đây. Các bác sẽ nhìn thấy cái này. Biểu tượng, đây là em đã tải rồi nhé. Có biểu tượng hình ngôi nhà Panasonic Comfort này. Nếu mà các bác chưa tải, nó sẽ có biểu chữ nhận. Đây em tải rồi, nó sẽ bấm có chữ mở nhé. Sau khi tải xong, các bác sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của nó đây, Panasonic này. Các bác click vào đây để mở lên. Và nhá, từ đây em đăng nhập rồi, em chỉ thoát ra cho các bác xem để đăng ký lại nhé. Đầu tiên là giao diện, các bác khi mới lên nó sẽ giao diện như này. Các bác sẽ bấm vào nút tạo ID Panasonic mới. Các bác click vào đây. Đấy. Các bác điền đầy đủ những cái trường ở đây. Có dấu sao nhé, là bắt buộc nhé. Ví dụ như các bác đánh ở đây là điện máy Eco 321@gmail.com. Đấy. Và dưới này các bác cũng đánh yên như thế. Đánh yên như thế, mật khẩu các bác điền thêm mật khẩu vào. Đây. Điện máy Eco nhá. Các bác cứ đánh thêm cả mật đánh mail xuống đây nhá, điền mật khẩu các bác vào đây nhá. Mật khẩu các bác lưu ý em là có ký tự viết hoa. Eco có chữ và có chữ A còng hoặc có chữ đặc biệt nào được. Và có cả số nữa, 1 2 3 đấy. Ví dụ là như thế thôi. Các bác đánh thêm xác thực mật khẩu giống biệt nhau là được. Tên các bác có thể bỏ qua. Ngày tháng năm sinh bắt buộc, các bác chọn cho em là ngày tháng năm sinh 2023 chẳng hạn. Đây, các bác chọn bừa một cái nào cũng được. Giới tính, các bác cũng chọn lung tung cũng được. Quốc gia, các bác chọn là Việt Nam mọi người nhé. Việt Nam này các bác nhìn thấy này, Việt Nam. Sau đó các bác chọn vào đây. Các bác đánh vào cho em mấy cái ký tự đặc biệt đây, 6S. 6 các bác lưu ý nhá, nó có chữ hoa, chữ thường nhá. S này, X này. 4 à đây là A. 4. Đấy, sau khi xong rồi các bác sẽ bấm vào nút chấp nhận này. Chấp nhận xong thì là nó sẽ báo các bác là tạo tài khoản thành công. Các bác bấm nút tạo tài khoản. Sau khi tạo tài khoản thành công xong các bác vào lại vào bằng trình duyệt. Trình duyệt các nhá. Trình duyệt các bác vào Gmail. Các bác đăng nhập cái Gmail mà các bác vừa đăng ký ở đây này. Cái Gmail này này, điện máy Eco này. Các bác đăng nhập vào trong cái trình duyệt sẽ trình duyệt là Chrome hoặc trình duyệt gì đó thì các bác vào. Đây, các bác đăng nhập mail, nó sẽ có một cái mail xác thực của bên Panasonic này. Các bác nhìn thấy này, xác minh địa chỉ email. Đây, tài khoản của em đây. Cảm ơn các bác đã đăng ký tài khoản của Panasonic. Các bác kích vào link đường dẫn này. Các bác kích vào đây nhá. Đấy. Các bác kích vào link xong thì nó sẽ báo là cái này em đã kích rồi nên nó báo không tìm thấy. Các bác kích xong rồi, nó sẽ báo các bác là đăng ký thành công đây. Đấy. Các nhìn thấy, đăng ký tài khoản thành công đúng không ạ? Check xong các bác đăng ký không? Xong rồi các bác sẽ lui lại vào phần như thế này. Và các bác vào phần đăng ký giúp em nhé. Để em sẽ vào lại nhé. Đây. Sau đó xong rồi các bác click vào đây. ID này chính là cái tài khoản Gmail các bác vừa đăng ký. Để em đăng nhập nhé. Điện máy Eco 321@gmail.com. Ok, mật khẩu các bác nhé, các bác điền mật khẩu vào. Ok, các bác bấm nút nhớ, các bác bấm nút đăng nhập. Như vậy chúng ta đã đăng nhập xong cái tài khoản vào trong của ứng dụng Panasonic. Tiếp đến thì các bác sẽ mở cho em cái điều điện cái máy lạnh lên nhá. Đây, các bác mở máy lạnh lên như này nhá. Và các bác bắt đầu kết nối. Thì kết nối xong, kết nối thì các bác click vào đây, dấu cộng.
các bác chọn cho em là điều hòa không khí. Ở đây các bác chọn là thiết lập điều khiển từ xa không dây. Các bác nhìn thấy cho em trên cái phần máy lạnh của chúng ta có một mã QR hay hai mã QR. Ở đây em có một mã nữa nhé. Các bác nhìn thấy này, có một hoặc hai. Em có một, em sẽ chọn một. Sau đó em bấm vào nút tiếp theo. Các bác nhìn thấy cái đèn ở trên này. Cái đèn này nó sáng hoặc nhấp nháy các bác nhé. Đây là đèn nó sáng này. Nếu mà nó nhấp nháy các bác chọn nhấp nháy. Còn nếu bật các bác chọn bật. Quay gần vào đây em. Nhưng không nhìn xa. Đấy. Các bác đợi chút nhé. Do tốc độ mạng rồi. Đấy. Nó sẽ tìm thấy được cái thiết bị của chúng ta là XU12ZKH. Các bác kích vào đây. Ok. Các bác bấm nút đăng ký. Và các bác nhìn ở trên cái này nó sẽ hướng dẫn các bác là mọi người sử dụng cái điều khiển này. Các bác kích vào nút mình biểu tượng Wi-Fi và bấm lên số 3, bấm nút set. Đem sẽ set cho các bác xem nhé. Đây các bác sẽ để điều khiển điện thoại xuống, các bác kéo này xuống. Các bác nhìn thấy cái phím này không? Phím này. Đấy. Các bác dùng một cái tăm, các bác dí vào đây. Đây. Khi nào nó lên số 1, các bác bấm nút lên cho nó lên số 3. Sau các bác bấm nút set chỉ vào màn hình. Nó kêu tít là ok, sau các bác lại bỏ xuống nhá. Bỏ xuống này các bác bấm nút tiếp theo trên màn hình điện thoại. Và các bác đợi. Sau đó thì các bác đặt cho một cái mật khẩu. Cái mật khẩu này thì chỉ cần chữ cái và số thôi. Các bác đánh ECO chẳng hạn. Em đây em đánh từ ECO chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Đây, ECO 1, 2, 3, 4, 5 chẳng hạn. Ok chưa ạ? Xong nhá. Em bấm nút đăng ký. Tên điều hòa các bác đặt bất kỳ. Ba la 1, 2, 3 chẳng hạn. Tùy, xong nhá. Bấm nút đăng ký. Thế như vậy thì các bác sẽ đăng ký xong và đã kết nối được với chiếc cái điều hòa này. Thì các bác nhìn thấy là đây đang để 27 độ và đang chế độ on là bật mọi nhá. Các bác có thể là điều chỉnh nó bằng cách là tăng giảm nhiệt độ đây. Đây. Mỗi lần tăng giảm cũng là 0,5 độ. Đấy, các bác nhìn thấy nhá. Đúng không ạ? Và các bác có thể tắt nó đi. Đây em đang bật cho các bác nhá. Em thử tắt cho các bác xem nhá. Đây nó đang gửi điều khiển. Đây em thử tắt đi nhá. Đây, các bác nhìn thấy nó đang gửi lệnh và điều hòa đang tắt. Đúng không? Đây, các bác nhìn thấy nó đóng cửa vào đúng không? Đấy. Điều khiển em vẫn để kia. Đây, em thử bật lên xem nó có lên không các bác nhá. Đây em thử bật lên nhá. Đấy, nó lại bắt đầu mở ra đúng không ạ? Cái này thì các bác nào mà đi làm ở cơ quan hoặc là đi ngoài đường, các bác có wifi là chúng ta sẽ sử dụng được thôi nhé, không nhất thiết phải cùng một wifi. Khi mà các bác bắt ở nhà thì các bác phải có một wifi thôi, nhưng mà khi ra ngoài các bác có thể bắt bất kỳ một wifi nào để các bác có thể kết nối được với con này. Đấy, rất chỉ là đơn giản thôi. Thì như vậy là chúng ta đã kết nối được. Các bác nào mà có thắc mắc gì mà chưa làm được có thể để lại comment phía dưới để em nó có thể tìm hiểu và chia sẻ thêm cho mọi người coi nhé. Rất đơn giản thôi. Điều khiển đây, mọi người cái những phím bấm nó giống như là trong cái khu vực này coi nhé, giống hệt ở đây thôi. Đấy. Và ngoài ra thì khi mà các bác sử dụng chỉ các dòng như là 520222 thì sẽ các dòng là XU 9 đuôi XKH hoặc là những đuôi là U9 XKH thì các bác phải mua thêm một cái bộ thiết bị kết nối wifi. Còn đây là sử dụng cho những máy lạnh 2023 là những cái đuôi mà đuôi ZKH các bác sẽ sử dụng được mọi nhá. Còn những cái đuôi mà năm trước thì các bác sẽ làm cũng tương tự. Tuy nhiên thì tùy vào cái mà có hai cái mã QR, một mã QR các bác chọn đúng nhá thì là mà ok thì chúng ta sẽ quét được. Nên các bác khi mà muốn thoát cái tài khoản này ra khỏi cái máy lạnh này thì các bác vào đây, các bác trước tiên các bác chọn cái thiết bị của chúng ta, chọn thiết bị này, sau đó các bác bấm vào phím bánh răng ở đây có nút ba gạch này, chọn ở đây, các bác chọn vào là danh sách thiết bị, kích vào đây. Và đây các bác nhìn thấy là có cái tên Bala 123 như lúc này em đọc đúng không ạ? Thì các bác có thể là thay đổi tên hoặc là xóa đi. Các bác xóa đi nhá. Xác nhận bấm nút OK. Là như vậy chúng ta sẽ xóa đi được. Xóa đi.
Đấy, ok các bác nhé. Đấy, nó sẽ thoát nó đi và các bác đăng nhập lại và kết nối với một thiết bị khác ngoài nhé. Đây là cách điều khiển, các bác nào mà chưa làm được hay làm gì sao có thể có comment hoặc là gọi điện cho em bên bể số điện thoại mô tả để các bác hỏi mọi người nhé. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video clip tiếp theo.